Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân có buổi làm việc với quận Ngũ Hành Sơn về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Qua gần 4 tháng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận, sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy khi không còn tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cơ bản đi vào ổn định, bước đầu đã tạo điều kiện phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Ủy ban Nhân dân quận trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức cá nhân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận nói riêng, góp phần vào sự phát triển của thành phố nói chung. Tuy nhiên, do thực hiện thí điểm nên chưa có các văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực hướng dẫn cụ thể nên gây khó khăn trong công tác thực hiện. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đưa ra một số đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ, các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài kế hoạch, công tác thu ngân sách, liên kỳ hướng dẫn cụ thể đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công.